Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì bây giờ em chuẩn bị đi 5:25 ha. Thì nãy chú ở Hóc Môn qua chú lấy cặp Mã Lai xong rồi chú lấy thêm cặp Thái nữa. Thì bây giờ giao chú thêm cặp Thái. Rồi. Có dây rút trắng nha. Dây trắng bên chân phải ha, chân cẳng bình thường nha. Chân cẳng đầy đủ móng bộ. Rồi chân cẳng khô ráo rồi, lên đường thôi. Sáng ra gãy sùm thổ bên đây con đồng. Rồi, hôm qua bắt cho anh trai ở Ninh Hòa Khánh Hòa nhưng mà bắt ra lông cũng xấu quá, ruột lông rụng tùm lum hết rồi, thôi sẵn với cơ quan còn rồi. Sáng xuống rồi bắt luôn. Con này cũng được. Đó, có phòng chân ha. Rồi cho lên đường luôn, về Ninh Hòa Khánh Hòa. Phòng chân 48 nè. Đó. Lấy hơi coi. Em nó đã vào thùng thôi, giờ dán giấy nữa là cho em nó lên đường đi xe Liên Hưng về Khánh Hòa.
Rồi, tiếp theo một con trống Malaita về anh trai ở Ủy ban Nhân dân xã Trà Là, Dương Minh Châu ha. Này, con này bữa em cũng gửi clip rồi, anh em cũng coi clip nó gù ha. Con này dòng thổ bài tốt lắm. Rồi, cứ cầm con số 2 qua là bập à. Con số 2 này chắc nuôi khiển vài bữa nó lên khách luôn á. Sung quá sung à. Nói chung nó mới lên lòng được hôm qua. Hôm qua thì bán con kia thì đâm ra nó mới lên. Con này làm dữ quá mà. Để xa xa chứ nó làm dữ quá. Kim nó còn đục quá. Nó dám chơi á, nhưng mà ra là con này nó hung quá. Con này bởi chia anh em giá cao thì con này thì em vừa chia vừa bù rảnh ha. Chứ không phải là ấy, thì con này cũng tơ lên thôi, nhưng mà nó cũng chưa dám cự mạnh. Đó, có sao nó vậy, thật thà thẳng thắn. Còn con này thì chim này già chim hơn rồi. Nó sung nó dữ quá rồi, nó làm quá. Nhiều con tơ tơ là nó dập cho chạy tua bởi anh em nuôi chim biết ha. Mấy con từ từ quá anh em cứ nương nương từ từ thôi ha, dìu dìu nó lên. Như con này thì anh em về là anh em đi rừng đồ ok luôn rồi. Còn bây giờ con này thì nãy giờ cũng gáy cái gọi lại nhiều á, nhưng mà nó bằng con kia. Rồi, bây giờ tiến hành triển khai ha. Chân còn đỏ ao tơ trong rồi ha. Mập thịt ngọt nước rồi, có số chân 300 nha. Về anh trai chắc là anh trai ủng hộ lần này là thứ tư rồi nha. Ủy ban Nhân dân xã Trà Là, Dương Minh Châu ha. Rồi mới vô thùng rồi, lấm nấu. Kèm bao dày luôn nha anh. Chỗ này mà chê được chỗ nào nữa. Thổ. Kèm quá dày, cái thúc đâu nữa mà thúc dày. Đó, 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 bổi bay về nè. Ồ. Rồi rồi. Để em ra em lập cho chơi cho anh em thấy ha. Rước bổi quá rước luôn rồi. Làm quá làm luôn. Dập quá dập luôn. Rước bổi về tới nóc nhà luôn. Rồi. Lại mất chim rồi anh em ơi. Bây giờ là 12 giờ 52 phút rồi. Em mới nghỉ trưa lúc 12 giờ rưỡi xíu, nằm hiu hiu tắt mạng 3G. Nãy cũng giật giật. Giật giật thì ở đây nó gáy làm dữ quá thì cũng bổ về tới trên nóc nhà luôn. Sau đó thì 12 giờ rưỡi em mới vô ngủ luôn á. Ngủ trưa xíu. Cái 12:45 anh trai anh điện, hồi bữa anh lấy con tơ rồi gửi về bến xe miền Đông cũ. Đó, giờ kè là bập sung như gì. Sung quá sung rồi. Chim này không chơi, chơi chim nào nữa.
Con này anh chơi gọi như là kéo con bổi ở đường tràm này mà tức quá mà phải lên tới nóc nhà gáy gọi. Nãy lúc cái gọi cái thúc rồi gù rồi ha. Kèm bao giày luôn. Rồi. Dòng chân 12 ha. Con này thì có thời gian có xích trần rồi ha. Con này chung cặp với con số 1 luôn, đã hai con trống nè. Đó, anh em hỏi cặp điên có khi nào ra hai trống không? Đó, hai trống hai mái ha. Cùng một chất giọng luôn ha. Và cùng một nước chơi luôn. Rất là bự con luôn. Bồ cừu quá khủng. Rồi, về với anh trai ở bên xe miền Đông ha. Trước ảnh có cái đây mấy ngày ảnh ủng hộ con tơ số 25, bây giờ là 12 nha. Rồi mất chim theo gửi cho chú ở Hòa Lợi Bến Cát, một cặp Thái dòng mồi. Rồi, cặp hai chân xanh kìa. À, con ha, chân xanh bự chụp bá luôn. Rồi giao cho xe ôm đi về Hòa Lợi Bến Cát